trên cái dĩa có một quả đào tiên. Và ông già mới mời Đức Bà đó là ăn cái quả đào này. Đức Bà là cái người lịch sự, mới mời ông già dùng chung. Thì ông già mới nói, đây là cái phước duyên của bà ăn đi, rồi sau này bà sẽ rõ. Xin thưa quý vị, thì khi mà bà ăn cái quả đào đó, thì sau đó Đức Bà đó hay có mang thai. Nhưng mà đúng vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, thì cái đêm trước khi mà chuyển bụng đó, thì Đức Bà lại nằm mộng thêm một lần nữa. Đức Bà thấy đó, bước ra trước cửa tổ đình thì có một cái đám mưa đó, nó mưa xuống xung quanh mà chỉ tắm Đức Bà thôi, tắm như Đức Bà thôi. Và sau đó là hoa mới đua nở, thì lúc này đó Đức Bà mới chuyển bụng, thì Đức Thầy chúng ta đó đản sanh ra đời trong một cái bọc điều đó. Xin thưa quý vị, thì cho nên Đức Thầy chúng ta đó là đã ra đời mà thầy cho biết là hòa thôn hảo cảnh xứ chi ta. Đó là cái câu mà Phương Kim đọc, quý vị hiểu ha. Tạm dắt nhân sanh, tức là mượn cái làng hòa hảo. Tại sao mà không mượn cái nơi khác mà phải mượn cái làng hòa hảo? Xin thưa quý vị, vì đây nó có một cái ý nghĩa. Cho nên từ đó về sau thì chúng ta mới có một cái mối đạo là Phật giáo hòa hảo. Vậy thì xin thưa toàn thể cô bác chị em, chúng ta nên nhớ rằng Đức Thầy ra đời là xương minh đạo Phật, giảng hồi đạo Nho. Cho nên giáo lý của Thầy là giáo lý đạo Phật. Cho nên sự tôn thờ của chúng ta hàng ngày đối đến đồ khi phát nguyện quy y cúng lại đều có niệm Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đều niệm hồng danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và trong pháp môn thì chúng ta có niệm Đức Phật A Di Đà. Trong thờ cúng chúng ta có kính lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, đều có đủ hết. Thì chúng ta đang tu theo Thầy là tu theo đạo Phật. Nhưng mà sở dĩ có cái từ hòa hảo đó là vì đây là cái địa danh. Thì các bác mình mới nhớ lại đó, Đức Phật Thích Ca ra đời ở bên Ấn Độ thì gọi là Phật giáo Ấn Độ. Quý vị nhớ ha. Khi đạo Phật truyền vào Trung Hoa thì gọi là Phật giáo Trung Hoa. Khi đạo Phật truyền vào Thái Lan thì gọi là Phật giáo Thái Lan. Khi đạo Phật truyền vào Việt Nam thì gọi là Phật giáo Việt Nam. Khi vua Trần Nhân Tông tu đắc đạo trên núi Yên Tử thì gọi là Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử. Đức Thầy chúng ta ra đời giải đạo Phật tại làng Hòa Hảo nên gọi là Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì Hòa Hảo là cái địa danh, nhưng mà Thầy mượn cái địa danh này để gắn liền cái mối đạo để dạy sanh chúng. Thầy cho biết là ước mơ thế giới lăng hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Gì gì chữ hòa là gì? Chữ hòa là thượng thảo, mà chữ hảo là tốt đẹp. Cho nên trong sách có câu đó, hòa giả tương thân, hảo giả tương trợ, tương thân tất bất chiến, tương trợ tất vô tranh. Tất chiến nhiên thành mà vô tranh tức là nhiên đắc. Có nghĩa là chữ hòa là mình coi thân người như là thân mình, chữ hảo là giúp người như là giúp mình. Mà nếu hòa với người là không chiến, mà giúp người là không tranh, mà không chiến là thành không tranh thì đắc. Cho nên tín đồ của thầy, thầy dạy một câu, từ trên tới dưới thuận hòa hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Thầy về tâu lại Phật đàn, cuối sinh nhỏ phước sớm làng bình yên. Hay là cả kêu lớn nhỏ hoài về, trên hòa giới thượng chớ lìa, tức là chớ phân.